màu cam đi. Để coi thử thách là gì đây. Thử thách của bạn là hoán đổi huấn luyện viên ngay bây giờ. Huấn luyện viên mới sẽ đồng hành cùng bạn từ tập này trở về sau. Hy vọng bạn và huấn luyện viên mới sẽ phối hợp ăn ý và tỏa sáng rực rỡ trong chặng đua tiếp theo. Ủa? Ủa là sao? Sao cô không được diễn với thầy Trung nữa vậy? Và bản thân Trung bây giờ rất là hồi hộp và lo lắng vì không biết cuối cùng mình sẽ được ghép cặp với một thí sinh mới nào để tạo thành một cặp đôi mới của gương mặt thân quen 2022 đây. Và bây giờ thì con sẽ lựa chọn một trong những thử thách của chương trình trong căn phòng thử thách. Hôm nay con sẽ lựa một màu trắng đi ạ. Thử thách của bạn là hoán đổi huấn luyện viên ngay bây giờ. Huấn luyện viên mới sẽ đồng hành cùng bạn từ tập này trở về sau. Hy vọng bạn sẽ hoàn thành xuất sắc thử thách và tỏa sáng rực rỡ chặng đường đua tiếp theo của gương mặt thân quen.